soát được nhiều. Yip Man nhận được hộp cơm ngay tại chỗ, nhưng khi Vương Bảo nhìn rõ biển số xe bị lật, ngã sấp mặt xuống đất ngay tại chỗ, bởi vì chiếc xe này chính là của vợ và con mình, và cả mẹ và con đều đi cùng nhau lên thiên đường trên chiếc xe này. Điều này chứng minh câu nói trước đó của anh ta, trời rất công bằng. Làm sai chuyện sẽ chắc chắn có hậu quả. Chiều là một công việc hành động, sát phá Lam không chỉ đóng góp những pha đánh đẹp mắt, mà còn tạo hình nhiều nhân vật sống động. Trong thế giới phòng lần của thủ bảo, mỗi người đều phải trả giá cho tội lỗi của mình. Bị mệnh u ám che phủ, lúc này chỉ còn một khí sắc bén và đứng bá, để dẫn lên một con đường máu. Thế mà sao đi hẹn tầm với lại đến bãi biển, tiếng cười và tiếng nói vui vẻ của anh em đã trở nên kỷ niệm. Mặc dù chúng tôi bị khối u não tấn công nhưng vẫn ngã xuống bãi biển. Nhưng biển đã cuốn đi bốn đôi giày lại trên bãi biển, tượng trưng cho những người em sự nghiêm. Trên một thế giới khác, tình cảm vẫn như em đến rồi, vẫn cùng nhau chiến đấu với nhau. Còn lấy đống bì mình mua cho bọn này ăn, để gần cân rưỡi bì con chén sạch. Đâu? À. Chưa bữa nào? Đâu cái thịt này là móng tép ấy. Thì nó lấy cái thịt thay cho mình, nó lọc cả bì ra, nó cầm hết về cho mình rồi. Hương tân bì buộc đây, mẹ con chén hết, cả đống cơm. Cô ấy thản nhiên cởi mũ ra, nó ngay lập tức làm kinh ngạc tất cả các học sinh có mặt. Ăn bì cho cút lông. Thật khó hình dung, một vài ngày trước, cô còn bị cả trường nhận xét là xấu xí. Thế là ông yêu cứ gọi, bạn học cười nhau, đứng mà thì đến Pháp. Cô ấy chỉ ngồi yên bình bên bồn hoa, bạn cùng lớp cố tình phớt lờ cô, dùng bông ngồi lên người cô. Cuộc sống bị bắt nạt quanh năm, làm như rụt rè và hèn nhát, đến nỗi khi đứng trên bục của một cuộc thi tranh biện, trong khi lắng nghe lời thì thầm của các bạn cùng lớp bên dưới. Cô ấy lo lắng đến mức không thể nói được lời nào, thậm chí còn sợ đến mức nôn mửa ngay tại chỗ. Nhưng ngay khi nghiêng nghĩ, mình sẽ vật lộn trong máng cỏ của cuộc đời của cô đã được mở ra, sự đảo ngược chưa từng có. Mẹ bảo cô ấy, bà nội ở Genovia xa xôi bay tới, muốn uống một tách trà với Mia. Mia biết đó là bà,